Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel và mình là Quỳnh Anh. Thì Quỳnh Anh thấy thời gian gần đây, em công nghệ dường như đang đổ dồn hết sự chú ý của mình vào những chiếc Vinsmart vừa được cho ra mắt. Tuy nhiên thì trong clip ngày hôm nay, Quỳnh Anh sẽ tạm thời gác lại những chiếc Vinsmart này sang một bên và giới thiệu cho anh em hai sản phẩm dự kiến sẽ trở thành bom tấn trong thời gian sắp tới đây ở trên làng smartphone. Và nếu như anh em tò mò muốn biết hai sản phẩm này là hai sản phẩm nào và tại sao mình lại gọi đây là những bom tấn thì hãy cùng mình theo dõi hết trong clip ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì bắt đầu luôn thôi. Con chip Snapdragon đến từ Qualcomm thời gian gần đây được rất nhiều những hãng smartphone quan tâm, tin tưởng và sử dụng trên sản phẩm của mình. Và vừa mới hôm qua thôi thì Lenovo Z5 Pro GT đã được chính thức trình làng và đây cũng chính là lần đầu tiên mà con chip Snapdragon 855 được giới thiệu đến với anh em công nghệ. Trong sự kiện ra mắt Lenovo Z5S vừa rồi thì Lenovo đã dành cho tất cả người xem một bất ngờ lớn hơn cả, đó chính là Lenovo Z5 Pro GT. Thì em smartphone này có thiết kế đẹp mắt với mặt lưng được làm từ kính cùng với sợi carbon. Các thông số khác được giữ nguyên như là ở trên Lenovo Z5 Pro là màn hình Super AMOLED 6.4 inch này, cảm biến vân tay được nhúng trong màn hình, cơ chế chuột để giấu cụm camera selfie là 16 và 8 megapixel cùng với camera chính phía sau là sử dụng ống kính 16 megapixel và ống kính phụ là 24 megapixel. Điểm đặc biệt của em smartphone này đó chính là RAM 12GB và con chip Snapdragon 855. Đây chính là con chip mới nhất và cũng là mạnh mẽ nhất trong các dòng Snapdragon hiện đang có ở trên thị trường. Lenovo Z5 Pro GT chính là chiếc smartphone đầu tiên được trang bị RAM lên tới 12GB và sử dụng con chip mạnh mẽ này. Mình đã được thử trải nghiệm Snapdragon 845 ở trên Note 9 hay một số smartphone khác thì thấy trải nghiệm đã quá tuyệt vời rồi. Không biết là Snapdragon 855 còn xịn sò như thế nào nữa anh em nhỉ? Lenovo dự kiến sẽ cho đặt trước sản phẩm này từ ngày 15 tháng 1 và chính thức lên kệ vào ngày 24 tháng 1 năm 2019. Về giá bán thì sản phẩm này được giới thiệu là sẽ có giá khoảng tầm $390 cho bản thấp nhất là 6GB RAM và bộ nhớ là 128GB, còn sẽ là $650 cho bản cao nhất là 12GB RAM và bộ nhớ trong là 512GB. Anh em cùng mình chờ xem là vì Việt Nam em ý có được giá ngon nghẻ như thế này không nhá. Và bom tấn thứ hai mình muốn nhắc tới trong ngày hôm nay đó chính là chiếc Huawei Nova 4. Và nếu như em chưa quên thì cách đây khoảng tầm 10 ngày, tức là vào ngày 10 tháng 12 vừa rồi, thì Samsung vừa cho ra mắt chiếc điện thoại Samsung Galaxy A8s sở hữu màn hình Infinity O đầu tiên trên thế giới. Thì vừa mới đây thôi thì Huawei lại cho ra mắt một chiếc smartphone sở hữu màn hình Infinity O nữa, đó chính là chiếc Huawei Nova 4 này. Về thiết kế màn hình thì Nova 4 có kích thước rất là tương tự như trên Galaxy A8s và cách tiếp cận đục lỗ cho camera selfie cũng khá là giống nhau. Nova 4 được trang bị màn hình là màn hình Full HD cộng 6.4 inch cùng với thiết kế màn hình là màn hình Infinity O khiến cho diện tích hiển thị được tăng lên đáng kể mà không cần sử dụng đến tay thỏ. Dù có kích thước rất là giống với Galaxy A8s nhưng chiếc điện thoại Huawei Nova 4 này được đi kèm với viên pin là 3750 mAh, lớn hơn viên pin 3400 mAh ở trên chiếc Samsung Galaxy A8s. Lỗ trên màn hình của Nova 4 chứa camera selfie là 25MP cùng với một loạt cải tiến AI, trong khi đó phía sau là sự kết hợp của cụm 3 camera là 2MP, 16MP và một camera lên tới tận 48MP liền anh em ạ. Camera điện thoại bây giờ có thể lên tới tận 48MP rồi, không biết là sắp tới đây các nhà sản xuất còn có ý định nâng cấp camera lên bao nhiêu megapixel nữa nhỉ? Còn về cấu hình thì em này được trang bị con chip Kirin 970 như trên chiếc Huawei P20 Pro kết hợp với RAM 8GB và chạy hệ điều hành Android 9 Pie được cài sẵn. Còn về giá thành thì em Huawei Nova 4 này sẽ có giá khoảng tầm $400 cho phiên bản cao nhất, còn phiên bản rẻ hơn sẽ rơi vào khoảng tầm là $450. Còn về Việt Nam giá thành như thế nào thì mình chưa chắc chắn được, nhưng anh cứ yên tâm, giá thành của Huawei có bao giờ là khiến cho anh em phải nghĩ đâu nhở. Chúng mình sẽ có bài đánh giá cam cũng như là so sánh em này với Galaxy A8s ngay khi có máy về, anh em cùng đón xem nhé. Vừa rồi thì quý anh đã điểm qua một số những cái thông tin nhanh này về hai sản phẩm dự kiến sẽ trở thành bom tấn trong thời gian sắp tới đây. Và cá nhân mình thấy thì càng ngày smartphone càng có cấu hình ngon này, con chip càng mạnh mẽ hơn, camera càng xịn hơn mà giá lại rất là ngon nghẻ. Còn anh em cảm thấy như thế nào về hai sản phẩm này? Và em muốn chúng mình làm trên tay nhanh này, mở hộp này hay là đánh giá chi tiết hay là test cam thì hãy comment bên dưới chúng mình cũng biết nhé. Và cảm ơn các bạn vì đã quan tâm và theo dõi. Và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau nhé. Bye!